thiệt á, em bên em ui da trời, em đá vô cái chân, đá vô cái cạnh di, cái cạnh gút đá biết mà nhá. Chế cảm ơn em mới đúng á, ủng hộ chế. Mua được về xài ít bữa mà. Cái đợt hàng này về chế coi coi có nguyên một cái bộ không? Có nguyên một cái bộ em canh chế, em mua cái bộ đó em xài, trời chế xài hết ý luôn. Linh Hà nè, Linh Hà nè, 450 nè. Chế xài cái bộ đó hết ý luôn, chấp nhận buông bỏ cái chị kia mua. Mua bữa đặt, mua 4 bộ một liên tiếp luôn. Mà hôm nay chế đó đặt 6 bộ nữa mà chế không có để bán. Cái đó là hàng tốt. Khó quá. Rồi, đây là cái bình thủy tinh mà cửa cưng bé gì, bé Linh Hà đặt á. Em bán có 450 ở ngoài, cái bình này tới 800-900 nha mấy chế ha. Nó là bình thủy giống như hồi xưa Việt Nam mà nóng nước nóng đổ vô Pháp để tới chịu cũng còn nóng là dạng vậy đó. Này bình này 2 lít nha, bình này 2 lít nha. Bộ xì cai, bộ xì cai chu. Trời ơi, bữa tao bóc được 10 bộ, tao bán trong vòng một lúc nhạc luôn, chấp nhận buông bỏ ơi. Mà chế bán rẻ hơn người ta, người ta bán 2.000 á. Mà nói thiệt với mấy chế luôn là em đi dò giá hết, em bán cái rẻ. Tại em nghĩ chứ, em nghĩ 2.000 cũng tội nghiệp mấy chế. Làm mình đây là toàn dân, ba cái dân gọi là dân dân đen đi ha, gọi luôn á, nói thẳng luôn. Mình toàn là dân qua đây làm lao động không à, cực thấy bà nội luôn. Bán cái chai đó 2.000 em không nở. Chứ ông chủ em đòi bán 2.000 không. Em nói thôi bán 2.000 tao không bán đâu, bán mắc quá. Chứ lại người ta dân đen người ta làm, tội nghiệp người ta. Cái xong cái không bao giờ nói tốt đâu nha, nói thiệt lòng luôn. Cái ông chủ mới nói trời ơi, tao thấy đứa nào trên mạng mày cũng bán vậy, mày bán rẻ quá, nó lại bảo hàng của mày hàng dởm. Em mới nói kệ à, ai thích mua mấy mốt tao mua một lần tao biết hàng thiệt hay hàng dởm, tao quay lại tao mua của mình à. Chứ tôi không bán 2.000. Cái bữa chị bóc không có nói điêu luôn, chị với chị Hồng bóc 15 bộ bán hết luôn. Bộ chứ bán có 1.500 à. Tao bao ship nữa. Bữa bán xong bộ đó ông chủ chữ hai đứa không còn gì hết trơn. Không còn một cái gì luôn. Tại vì thật sự mà nói là cái bộ đó, nếu mà chế bóc cái bộ đó ra hôm qua, hình như hôm qua hay nhiêu là chế phải bán 2.000. Bán phần trăm mà em, là phải bán ít nhất phải 2.000 một bộ. Chế đè chế bán có 1.500 luôn á. Chế với bà Hồng á, hai đứa lại bàn mua tính kế thôi, bán 1.500 thôi. Trời, bán xong vậy, dự những chữ hai đứa không còn gì chưa. Thiệt tất nãy